Đầu tiên thì Hoàng sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn chúng ta đó là than phát. Bộ than phát này thì chúng ta sẽ sử dụng cho các bé ngay từ lúc nhỏ luôn. 1 tuổi, 2 tuổi, 3 tuổi, 4 tuổi. Và lớn lên sau này, ngay cả những người lớn hoặc những người chơi nhạc cụ chuyên nghiệp họ vẫn có thể sử dụng. Cách chơi của than phát, chúng ta sẽ cầm một tay, chúng ta sẽ cầm một than, chúng ta sẽ cầm hờ như thế này. Rồi chúng ta sẽ gõ nhẹ vào. Chúng ta có thể gõ nhanh, gõ chậm, gõ lớn, gõ nhỏ. Khi mà kết thúc một cái bài hòa tấu hoặc kết thúc một bài nhạc thì chúng ta có thể roll. Vậy là cái bộ này giống như là một cái bộ khởi đầu cho những cái bạn nhỏ có thể tiếp xúc với âm nhạc. Chính xác. Các bạn âm thanh, các bạn có thể mở rộng thêm những cái tưởng tượng về âm thanh, là cũng như là các bạn nhận biết nhiều hơn về âm thanh trong thế giới này.